giả ở Sơn La. Nội dung câu hỏi như sau. Vừa lấy tinh cho lợn được 23 ngày, tuy nhiên sáng nay lợn tự nhiên bị kém ăn, âm hộ thì ra rất nhiều dịch màu trắng. Đã dùng nước vệ sinh của phụ nữ để khắc phục cho lợn nhưng vẫn không hiệu quả, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Với câu hỏi này chúng tôi xin được chuyển tới Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Năm. Vâng, xin chào anh Tùng. Đây là lỗi tại anh. Bởi nhẽ là anh không vệ sinh một cách cẩn trọng dụng cụ thiết bị và âm hộ cho lợn nái cũng như là dụng cụ thiết bị khi nếu mình làm thụ tinh nhân tạo giả sử. Cuối cùng là sẽ dẫn đến là viêm đường niệu sinh dục. Và đặc biệt ở đây rất nhiều khả năng là viêm tử cung. Mà viêm tử cung sinh mủ mà lợn đã phối giống được 23 ngày ấy, thì chúng ta biết là rất dễ dàng dẫn đến sảy thai hoặc là thai không phát triển hoặc là sẽ có vấn đề. Thế cho nên là một lần nữa cảnh báo cho tất cả những người chăn nuôi lợn nái mà khi chúng ta thụ tinh nhân tạo cho lợn cần phải chú ý đặc biệt hai vấn đề. Một là dụng cụ mà khi lấy tinh ấy, là chúng ta phải lấy cái tuyệt đối vô trùng. Hai là khi dẫn tinh thì cũng phải tuyệt đối vô trùng. Và trước khi phối thì cố gắng là dùng nước muối sinh lý hoặc thuốc tím 1/1000 rửa cái bộ phận âm hộ, âm đạo cho lợn một cách cẩn trọng. Âm hộ thôi, ở ngoài thôi, không cần phải rửa trong. Và khi thao tác thì cố gắng giữ gìn sạch sẽ, đừng có mang vi khuẩn bên ngoài vào. Đây là hậu quả của mang vi khuẩn từ bên ngoài vào, cho nên mới gây nên cái hiện tượng này. Và cách điều trị thì vì nó là đây là viêm tử cung sinh mủ rồi, chúng ta mà lại lợn phối giống thì chúng ta có thể thụt rửa được, cho nên chúng ta phải tiêm. Thì dùng kháng sinh tiêm thì chúng ta lấy hai thuốc là lincogen LA 1 ml, Vizante 1 ml và đề sa thái 2 ml. Tất cả ba thuốc này pha chung tiêm cho 20 kg lợn một lần, ngày phải tiêm 2 lần và phải tiêm đủ 4 ngày. Trong trường hợp này tôi chỉ lưu ý một điều, chúng ta tiêm vài mũi thì có khi thấy hết, nhưng mà thực ra chưa khỏi vì nó âm ỉ bên trong, cho nên chúng ta bắt buộc phải tiêm đủ 4 ngày để nhằm diệt tận gốc rễ cái bệnh viêm tử cung này. Đấy, cho nên là cái lưu ý duy nhất đó là tiêm đủ liệu trình, tiêm đủ liều thuốc và tiêm đủ liệu trình như tôi vừa hướng dẫn. Xin cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Lê Văn Năm.